Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubu Life Vlogs. Yeah, và hôm nay mình sẽ trong cái video này mình sẽ chia sẻ về chủ đề là housekeeping nữa nha các bạn. Đó là một cái vấn đề khác của housekeeping, tức là dọn phòng đó các bạn, dọn phòng khách sạn á. Thì và hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái khách sạn thì có thực sự là sạch không các bạn? Theo các bạn nghĩ thì khi các bạn vô một cái khách sạn, các bạn đi du lịch hay này kia đó, nói chung là bạn đi đâu đó và bạn thuê một cái phòng khách sạn để mà mình nghỉ chân, thì cái ấn tượng của bạn là gì và những cái suy nghĩ của bạn khi mà mấy bạn vô cái phòng khách sạn, một phòng khách sạn bình thường, một phòng khách sạn cao cấp hơn một xíu hay gì đó. Nhưng theo mình nghĩ á, là tất cả các bạn thì đều sẽ quan tâm là liệu cái khách sạn trong đó nó có sạch sẽ, thật sự sạch không. Đó là cái vấn đề mà theo mình nghĩ là tất cả các bạn cũng quan tâm, mà tại cái điều đó là mình đặc biệt quan tâm, cho nên là bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn ha. Thì theo mình nghĩ thì khách sạn sẽ không thực sự sạch, không thực sự sạch nha các bạn. Tại vì sao? Khi mà các bạn vào một cái khách sạn bình thường hoặc là một cái khách sạn cao cấp thì tất nhiên các bạn sẽ thích một cái khách sạn cao cấp hơn, đúng không? Thì ở trong đó thì ngoài những cái nội thất ở trong đó nè, rồi cái cách phục vụ nè, rồi như là người ta sẽ dọn phòng mỗi ngày cho các bạn ha, thì rồi những cái đồ dùng rất là nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng, nhưng mà thực sự nó có sạch không? Mình đang nhấn mạnh ở điểm là có sạch hay không, chứ không phải là có đẹp hay không nha các bạn. Tại vì sao? Khi mà các bạn mà mình nhận cái phòng á, thì mình sẽ vào mình thấy đồ đạc, đồ rồi ly cối, ly tách gì, rồi máy sấy tóc, rồi giường ngủ, salon gì tùm lum tà la hết. Đó, nói chung là đầy đủ mọi thứ. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ vô trọng tâm luôn nha. Tức là khi mà cái người ta dọn phòng, cái này mình không nói là bao đồng tất cả hết mọi người ha, mình chỉ nói là một vài người nào đó thôi. Nhưng theo mình nghĩ đây là một cái gì đó nó rất là phổ biến ở khách sạn nha các bạn. Đó, thì khi mà người ta dọn phòng á các bạn, tùy người, người ta sẽ dọn rất là kỹ, rất là có tâm. Tùy người, người ta sẽ dọn để mà nhanh, để mà người ta được nghỉ sớm. Đó, như vậy đó. Thì nói chung là người ta sẽ lau bụi, sẽ dọn dẹp hết trong nhà, tắm, toilet, bàn ghế, người ta sẽ dọn hết. Nhưng mà chắc có lẽ là các bạn cũng có nghe qua một cái hồi bữa là có một cái video gì đó người ta chia sẻ trên Facebook là dọn phòng khách sạn rất là dơ, lấy khăn đồ lau luôn đó. Đó, các bạn đã xem cái đó rồi đúng không? Đó. Thì nói chung là một người, vài người người ta sẽ làm như vậy, và những một vài người người ta sẽ có cái tâm hơn là người ta sẽ không làm như vậy. Nhưng theo mình nghĩ, khi các bạn đến cái phòng khách sạn, các bạn sẽ không biết người ta dọn như thế nào. Và các bạn chỉ đến và sau khi người ta đã dọn xong rồi, tức là mọi thứ đã rất là tươm tất rồi, nhìn rất là đẹp rồi, nhưng nó thật sự có sạch hay không ha. Thì khi mà người ta dọn đó các bạn, thì nói chung là khăn này kia đó, người ta sẽ lau hết, người ta sẽ lau chung hết các bạn. Ví dụ như là trong nhà tắm đúng không, người ta sẽ lấy khăn tắm, người ta lau sàn, lau này kia, lau kia. Xong rồi ở trong đó nó sẽ có những hai cái ly để súc miệng á các bạn. Cái ly mà để súc miệng, cái ly nhỏ nhỏ vậy nè. Có người người ta sẽ tiện tay lấy cái khăn mà ta đã lau rồi, xong ta lau khô cái ly đó lại.
Rồi khi bạn vào, bạn nhìn thấy cái ly, wow, cái ly rất là sạch, nó không có dính nước, không có gì hết, rất là sạch. Nhưng thật sự nó có vệ sinh hay không? Đó là vấn đề thứ nhất. Rồi, vấn đề thứ hai nữa là những cái ly uống nước bên ngoài cũng vậy các bạn. Tại vì mình cũng thực sự là sốc ha. Thì mình chia sẻ như vậy thì để mà mai mốt các bạn mà có đi ở khách sạn, các bạn có thể biết được và mình rút kinh nghiệm để mình như là bảo vệ cái sức khỏe của mình như vậy đó ha. Thì khi mà ở khách sạn thì tất nhiên là những cái đồ dùng là người ta sẽ dùng chung, và rất rất là nhiều người dùng dùng nhưng mà người ta sẽ không rửa lại bằng xà bông các bạn, người ta chỉ rửa bằng nước nóng xong rồi đó người ta lau. Nhưng mà người ta lấy cái gì người ta lau thì các bạn sẽ không biết được. Ví dụ hồi nãy mình nói là người ta lấy cái khăn dơ đó, người ta lau đủ thứ hết rồi, người ta lấy cái khăn đó người ta lau luôn cái ly súc miệng, lau luôn cái ly uống nước, lau luôn những cái tách cà phê á, cái cách tách nhỏ nhỏ để các bạn chế trà cà phê để các bạn uống á. Rồi đó thì liệu các bạn có biết được là nó có thật sự sạch sẽ không? Đó, cho nên khi mà các bạn đến khách sạn, tốt nhất những cái dụng cụ gì các bạn sử dụng như là liêm nước này kia đó thì các bạn nên rửa lại một lần nữa ha, cho nó chắc ăn một xíu ha. Rồi với lại cái điều thứ hai á là khi mà cái người dọn phòng người ta sẽ không không sử dụng đồ bảo hộ, tức là bao tay hay này kia đó. Ví dụ cái người đó người ta không sử dụng bao tay, người ta chỉ sử dụng tay trần như thế này, người ta lau hết mọi thứ, người ta quăng cái đồ dơ ra bên ngoài để mà đi xuống nhà giặt, người ta giặt đúng không, thì cũng là bàn tay đó người ta sẽ lấy những cái đồ mới để bỏ vô lại cho các bạn xài nó. Thì mình nói như vậy thì cũng không phải là ý như là để cho các bạn cảm thấy là nó ghê gớm gớm lắm luôn, ý là các bạn sẽ cảm thấy là ở khách sạn nó sẽ không được thoải mái, và mình thật sự là mình không muốn cái điều đó đến với các bạn ha. Mình chỉ muốn ghi chú nhỏ thôi. Thì các bạn nên khi mà các bạn sử dụng những cái vật dụng gì đó thì các bạn nên rửa lại một xíu ha, thì nó sẽ tốt hơn đó. Thì cái đó là cái vấn đề thứ nhất, là vấn đề là người dọn ha, tức là người ta thứ nhất là người ta đã không kỹ lưỡng, thứ hai là người ta không kỹ lưỡng vào cái bản thân người ta khi mà người ta làm công việc làm tay, rồi người ta sẽ đụng đụng tất cả mọi thứ ở trong đó. Thì các bạn cũng thể hình dung được là những cái gì mình đang muốn nói đúng không. Rồi cái thứ hai nữa là mình muốn nói là cái khách mà người ta ở trong đó, bạn có biết là người ta đã ở đó và người ta sử dụng những cái vật dụng ở trong đó nó như thế nào không? Các bạn chưa biết đúng không? Người ta có thể là lấy cái lu uống nước để làm cái gì đó, chẳng hạn như bỏ cái tàn thuốc vô, ví dụ chỗ đó nó không có cái vẹt thuốc, nó bỏ cái tàn thuốc vô xong rồi rồi ha, có nhiều người người ta ăn nhậu rồi nói chung là ối cái này kia đó, có cái siêu ấm, cái siêu nấu nước đó, trong cái đó người ta phải xài đó, người ta ối trong đó luôn ha. Đó cái đó thì mình chưa thấy nhưng mình đã nghe người ta nói rồi đó, mình có nghe ha. Thì cái video này chủ yếu là để cho các bạn là tại vì lúc lúc đó thì mình cũng hơi bị sốc ha, hơi bị sốc khi mà mình thấy được mọi thứ, và nhiều khi mình có vô tình làm giống như người ta nhưng nó thật sự là nó không có ý ha. Nhưng mà cái điều mình đang muốn nhấn mạnh ở đây là khi các bạn đi ở mà ở khách sạn này kia đó, nên tự ý thức, tức là khi bạn là một người khách, các bạn chia tại trả cái tiền ra thì nói chung là tôi được quyền sử dụng nó như thế nào tôi muốn, miễn là nó không có vi phạm cái nội quy của khách sạn hay là một cái gì đó. Nhưng mà các bạn ví dụ các bạn ở nó rất là dơ hay này kia đó, rồi nó y như là như không có tôn trọng cái lối sống, nó thì nó không được tôn trọng cái mọi thứ xung quanh nó, y như là không có tôn trọng cái ví dụ lười ói á, ví dụ mình đang nói là ví dụ các bạn
ói ói mình không có gì để ói, rồi lấy cái đó mình ói vô trong đó. Rồi những người khác thì sao, người ta xài như thế nào ha. Đó, cái đó là thứ nhất, đó là nói về cái người khách ha, người khách là ở khách sạn. Rồi cái thứ hai nữa là nói về những cái người ta dọn phòng các bạn đó. Thì nói chung là nên nên kỹ sự nên kỹ lưỡng xíu đó gì đó. Với lại là mình làm cái gì cũng nên có một bỏ chút một cái tâm ở trong đó ha, thì nó sẽ tốt hơn một xíu ha, chứ phải làm làm cho qua lo xong rồi công việc của tôi xong rồi hay vậy. Hoặc là nhiều khi người ta có một cái nỗi khổ gì đó, ví dụ công việc người ta rất 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 là nhiều, người ta phải cố gắng làm thật là nhanh, thì người ta sẽ làm rất là ẩu ha các bạn ha. Thì mình chỉ chia sẻ nhỏ như vậy thì để cho các bạn xem. À rồi những cái vật dụng mới đi, mình đang nói là những cái vật dụng mới đúng không, khi người ta thay cũ ra rồi những cái mới đó, những cái cũ đúng không, quăng xuống rồi giặt xử lý lại hết ở đầu. Và trong cái quá trình người ta giặt rồi người ta sấy rồi người ta sắp xếp bằng tay, rồi qua cái người dọn phòng người ta sẽ sắp xếp xếp lại hết, rồi cái người sử dụng cuối cùng chính là các bạn ha. Nên vì thế mình cũng một xíu gì đó để mình ghi chú, một mình chú ý lại ha khi mà mình ở khách sạn. Nhưng dù sao thì y như là tại vì các bạn sẽ không thấy được cái người ta làm như nào, thì các bạn sẽ vô cảm thấy rất là thoải mái, mọi thứ rất là nhìn rất là đẹp để tươm tất à đó. Nhưng mà nó có thật sự vệ sinh không, đó là cái vấn đề mà các bạn sẽ không không biết được, tại vì mỗi nơi nó mỗi khác, người ta sẽ làm mỗi khác khác nhau đó. Mình chỉ chia sẻ một góc rất là nhỏ trong đó thôi ha. Nhưng mà mình cũng hy vọng là y như là các bạn khi mà mình ở khách sạn mình cũng cố gắng là giữ gìn một cái gì đó nó thật là tươm tất ha, để cho y như là mình cảm thấy mình cũng là một cái người có như là hành vi rất là tốt, rất là ấy gì đó. Như hồi xưa đó, hồi trước đó á, mình cũng ở khách sạn rồi mình đi ở chung, đi du lịch hết, đi chung với nhỏ bạn của mình, xong trời mình làm bài rồi nhà tắm nó tùm lum tà la, xong nó chạy lên nó dọn, y là mình soạn mình check out trả phòng rồi các bạn, xong mà nó vô soạn tại vì nó thấy ngại, tụi sao tùm lum tà la mất công tụi dọn nó thấy ngại đó. Nó là một người rất là ok đó các bạn. Nhưng mà lúc đó mình không có suy nghĩ vậy đâu, ủa mày dọn chi vậy, để cho người ta dọn mất cái gì, mất mớ gì mà dọn chi vậy đó, mình cứ nói với bạn mình vậy đó. Xong rồi đó thôi kệ đi mình ơi. Xong rồi nó dọn rồi bây giờ mình mới biết được cái cảm giác đó như thế nào. Ok đó, mà một like cho bạn của mình ha. Rồi ok, cái video đến đây là hết rồi ha. Thì có lẽ là mình sẽ chia sẻ nhiều video nữa để cho các bạn cùng xem, và như nếu các bạn thích video này hoặc là các bạn muốn muốn mình chia sẻ về một vài thứ gì đó nữa thì mình sẽ làm cái video tiếp để cho chia sẻ cho các bạn cùng cùng như là cùng biết trong cái phạm vi cái khả năng cái hiểu biết của mình ha. Ok, bye bye.